Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng mấy anh em đi thăm mấy cái lọc ếch nha các bạn. Nay mấy anh em đi thăm sớm rồi. Tranh thủ có ếch về bán chát rồi kiếm thu nhập rồi. Rồi nước lớn lúc xong thăm kiếm rồi. Lúc hết hả? No đằng này rồi. Qua nước cạn dữ lắm hả? Qua cạn. Ở sao xả vô sao ngay chân cái lúc mình nấy vậy ta, hay là cống bọng không ấy á? Lương luôn. Nói công chuyện luôn này. Rồi xong phim. Đó, bữa nay người ta chụp nó xả vô sao? Chốt. Thôi. Trên này có nước không? Này có nước đặt trên này luôn. Ít hả? Em để xả vô. Lúc bây giờ mò no luôn rồi. Có nhánh cây bẻ. Qua bên này có nước nè. Để không có nhiều nhiều. Xích xếp đặt được. Đặt ở dưới trên thấy nguy hiểm rồi, mấy cái trên kia là xong luôn. Sợ người ta để cống bị nước lớn á. Chứ người ta đâu có bơm ra làm gì. Tới vớt đi. Nhớ cái nào vớt cái đó đi. Bây giờ phải xả sớm rồi, ếch nó mới không vô á. À, buổi sáng quá xá chuột rồi các bạn ơi. Chuột nó chạy ghê hùng bên đây luôn. Chuột bự không nè. Ờ, mới lụm con nè. Bây giờ mới trên cây rồi, nó chạy cũng trên cây luôn không ơi. Dạ. Yeah. Có con cũng nhum nữa mà đập chuột. Lắm chuột này, đi qua em sang em được cái nhà. Bên đây bây giờ... đây sang đêm là no luôn, quá xá chuột luôn rồi. Kìa kìa, nó ở ngoài ruộng nó bò vô kìa, bò vô cục đó. Mấy cái lọc mình bị ngập hết luôn các bạn ơi, nguyên cái đoạn này mấy chục cái luôn rồi, thuốc đã còn nữa đó. Đó, trời ở đây chạy nữa. Nằm xuống tí xíu nữa, cái cây nó nằm xuống tí xíu nữa, có con đang chạy vô đó, để nó cây nằm xuống đó lụm đây nữa nè. Trời ơi, trời chạy làm hết cái gà luôn á. Để mấy con bự bự này nè, đây con nữa dái không, nằm cây xuống, nằm cây xuống. Rồi. Ôi ơi, đứng vậy không đập được đâu, nằm xuống. Trời ơi, con bự luôn. Để cái cây gà sát xuống đất á, quơ ngang với chúng nó. Quá xa chuột rồi. Lên cây rồi đó. Thì qua đây sang đêm chắc chục dữ dằn luôn á. Dằn lọc bên đây thấy mất hy vọng rồi. Còn khúc dưới đó không biết sao đây.
vô đó là mà xả nước vô nữa là xong thêm luôn. Nước là kinh khủng luôn. Rồi. Rồi chạy tuốt đằng kia. Ôi trên cây kìa ông ơi, đâu ông có kìa. Chạy rung trên cây luôn. Dữ lắm chuột. Đó. Chạy chập theo đồi ranh. Nằm xuống. Có lúa kìa, giờ nó chạy kìa. Chụp lúa. Đó, giò kìa. Trời ơi. Trời ơi. Ôi ôi chút bự ừ đó vậy đó nó mới lật chứ để đứng lên cái cơ hội chúng nó ít lắm quá trời luôn nằm xuống quê nó mới lật trời ơi chỗ này nãy nó chạy chơi chục con mới đập bên con bò vô đó nằm xuống mới lấy trong này rồi vậy đó chưa đập đó chịu đó anh chị tôi để nằm xuống tôi quên chứ ai đang ở trên đập xuống càng khum lưng càng dễ đập lên lên xuống cây nằm sát xuống dễ đó đó sau lưng nữa kìa cái gì là chắc ăn rồi đi nào chạy cắt lại tán nghe à có nè ồ cái này đi đập một cái dữ lắm được không ô cái nè đi ra hai cái bờ đều ra chạy mấy à còn mình dữ lắm luôn giờ dữ nè đó đây đi rồi rồi chạy lên đây kìa sao trời. Rồi kìa. Nó bò nè. Lội kìa. Nó vô hang. Nó lội dưới sông lóc kìa kìa ơi. Lội dưới này nè. Né nè. Sót không? Sót cái nào không? Quá xả chuột đồng bên đây. Nó nín nó chạy ngược lại nữa. Cái này cầm nhánh tre nhiều nhiều á. Cầm cái chữ dính nè. Kè nó hơi nhóc vô cầm. Trên cỏ xuống dính vào đầu chạy. Đó là hết đi nè. Cái ngoài này nó chống quá. Nó lấy đi mò không chết luôn. Rồi mới đặt xong cái người ta xả nước vô rồi. Ấp thẳng giờ hết trơn luôn nãy giờ mấy con cũng bự bự thôi lần nào mà nó đi bán là thấy bị thất thu à mai mốt đem về ăn hết đi ờ bên đây ruộng nước mênh mông à hôm qua không đặt hai bên bờ ruộng không rồi để như đi đặt chiến kinh kia cho ngập lập hết rồi quá chiến kinh nó đây quá kìa dở quá nó lên trên mà cái bắt mà đặt ở trên này kinh nó bò lên hết hai bên chân đập đi mấy đâu quên mới được chạy
chạy ngay giờ không qua được. Nặng luôn hả? Nặng rồi. Quá xa chuột rồi. Nãy giờ đập 4-5 con nè. Lương luôn. Nãy giờ cũng dính lương hoài ha. Hết rồi gì rồi? Hết không ơi. Hết không ơi. Thôi gọi ra đi, tranh thủ qua lên trên kia nửa lọt nhiêu cái hơn nửa lọt rồi, hơn 7 cái thôi, hơn nửa lọt không có thu hoạch được con ếch sống nữa, bảy cái em muối luôn, chạy thuốc chứ đi, ở đây gọi tới là nó chạy ra. Ê, đó, 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 đó. Rồi vô hàng. Bự, lưỡi bự đập. Đổng, cái tay gì vậy? Ông bành bành không ơi. Rồi bên đây đập mới đã ha. Quá xá chuột rồi bạn. Dĩ dần cái khúc này. Này hả, hôm qua mình đưa đập cho đã luôn. Rồi nó chạy kìa. Rồi, chuột lắc là chuột nữa, nhỏ nhóc cái giờ nó ngồi dưới đường mòn kìa. Rồi ở đường mòn này đặt xuống, đặt chì xuống rồi lấy đèn gọi thôi là nó chạy đều luôn rồi. Đó, đó, bự. À, tốt mẹ. Thấy đèn nó chạy vô. Rồi xong hai mấy cái lọc ít ngủ không đăng ký ngoài chứ vớt được chuyện chục chuột các bạn, thì hy vọng mấy cái đường kinh ở trên kia nó không có ngập chuột quá tối xệ tối luôn. Không có gì được banh banh không à, chuột bá thì bá mà nó uống đủ rồi rồi thấy một chuyện vậy. Gặp lính chơi đèn là phải quất nhiệt tình. Rồi giờ mình chạy lên trên kia nha các bạn. Mấy anh em chạy lên trên này thăm mấy cái lợp trên này nữa nha các bạn. Đã trên này không là ngon rồi ha. Qua đây vác lại đi. Này em bự. Hai con chờ bá. Wow, cái cạn ngon quá. Vô đặt cái đó phản kẹo. Con lứa gì ta, con hết lứa. Ừ. À, cái bự nha. Ừ. Lát hứa hết kia đây. Hai con. Còn một lứa.
con bự con nhỏ. Bán kèo đi sớm về bán chết. Mấy cái bự luôn ha. Cầm lấy gai, lấy gai. Có ếch, có chuột. Có ếch, có chuột. Hai thứ luôn. Đi đặt thứ, bắt hai thứ luôn. Bên đây mình có đào hang được nè. Có nước rồi. Tối đi quất tí xíu rồi nhóc đi đợi đi cho mệt. Mình có chạy nhảy chút à. Đây bơm nước được ha. Tạt nước nó này. Này, đây lạp nè. Này tính ra này tính thu hụt quả ếch mà kiểu này thì ngập cái thất bại phân nửa lạp. Đây. Ôi. Một con. Bự à. Vô ăn cá bụng quá. Tới đây hết luôn rồi. Hết vừa không? Hết vừa. Mấy con? Dạ con. Rửa rồi. Dạ con, 4 con. Ừ. 4 con. Nghe đặt ở ngoài này không ngon lành ha. Đặt ở trong kia sai lầm đó mà. Nước người ta xả vô một cái ngập hết trơn không. Mới đặt xong là chiều người ta xả vô rồi. Sụp chiều người ta xả vô rồi. Chưa vô được nhiều hết trơn mà vô cũng chết hết rồi. Hồi nãy nguyên cái vàng hai mấy cái đẳng được khoảng chừng ký mấy hết. Thẳng giò hết rồi. Hy vọng lần này vớt lại vài ký. Còn hy vọng vớt giác. À, trên ruộng này cặp theo bờ sông này là đi cặp có nước xếp xếp đặt cái lời có chạy. Hai con cua.
Này vì sao ta? Ba con. Không bự. Cái hai ba con. Nãy giờ hai con ba con. Cái bốn con. Hai con. Sáu cái này thấy ngon lành ha. Sáu cái này cái ngoài ít à. Còn 5 cái nữa. Sáu cái đó cái nào cũng hai con ba con không? Chắc sáu cái ký rưỡi thì khỏe ha. Mấy hết. Cái nước trong quá. Con một. Cái nó chạy ra. Còn mấy cái nữa hết rồi bà. Sáng luôn rồi bà. Hình sáng luôn. Ít sống thì chắc được khoảng chừng 2 kg ngoài 3 kg. Người dưới cục đường này xe hết chết. Xe hết chết mà bự. Được thêm cái ngoài chuột nữa. Đó. Rồi, anh em về tới nhà các bạn ơi. Đổ cái ra. Đổ cái ra chứ không đổ ếch ra. Đổ cái ra. Ngách đào bá lửa. Chắc khoảng được 2 kg ngoài gần 3 kg ếch nha các bạn. Mấy con ếch chết là mình không tính nha. Chứ là cái luồng ếch sau này ếch sống. Còn cái luồng trước à, ếch ngủ hết trơn. Con nào con nấy các bạn nhìn thấy chà bá không? Ếch chứ đó thấy ham nhưng mà không có bị nước xả vô là no luôn đó chứ. Phải đặt được bữa trước ha. Giờ vớt lại được 1 kg mấy chuột nha các bạn. Còn để vỏ đi lên bên. Chắc ký chuột với 3 ký ếch hả? Bắt chuột 3 ký ếch. Vừa bắt lên không rồi bắt chơi đèn nè. Ê nhảy nhảy nhảy. Thôi đừng có chạy. Chạy là nguyên bị đi chân. Đứng vậy chạy cho là nguyên bị nó nhảy à. Chạy con lương nè. Lương sống luôn. À, chạy đâu. Quá thất bại. Thất bại mới có thành công chứ. Đi chụp chặt. Lý do kỹ thuật. Có 26 cái rồi, quất cần 5-6 kg rồi. Quất cho chờ cho 4 mấy cái. Cái con chuyện gì. Là bàn tính nha, tôi là đi đẹp giá ngồi. Rồi bán uống cà phê nữa. Hả? Đẹp giá ngồi nè. Đó. Hết cỡ này là đẹp giá thiệt à. Ngồi hết chứ, ngồi đó. Tính mà ếch chết luôn chắc cũng cỡ 4 kg hơn nữa. Hơn. Ếch chết không là ký mấy à. Thẳng giò.
đây mình mới đặt xuống đó, bữa chiều đó thì sụp mặt trời ra, người ta xả nước vô rồi. À, đặt trễ một chút rồi, người ta sẽ đâu có xả nước, rồi mình biết rồi, đâu có đặt đâu. Sớm qua đặt sớm, chiều xả. Đặt 3 giờ, 5 giờ ta xả nước rồi. Vô được có mấy con đó. Chết chứ ngập nước quá. Dạ con không ngập ông Dựng ơi. Nó lợp nó lúc dưới. Nó ngập mặt lúc kia. Ngủ đây. Rồi rồi rồi. Rồi. Thành quả của mấy anh em chắc được khoảng chừng 4kg nha các bạn. Được 4kg không? Trên. Trên 4kg hả? Chết luôn là trên. Chết luôn nói gì nữa. Chết luôn này kiếm mấy rồi còn gì. Đâu có mấy chà bá thôi. Chết luôn khoảng 5kg. Này cũng chùm chèm 4kg ếch sống rồi bạn. Ếch này bán sa cạ, ếch nhỏ lớn lộn xộn. Ký người ta cân 40 ha. Mùa này mùa ếch nha các bạn. Cho nên là nó rẻ. Nó lại kìa. Léo. Ở đây mấy ký gịnh cho em hai. Đây được nhiều ếch đây các bạn ơi. Giờ căng cho người ta luôn. Này bỏ để căng lên ha. Anh hai. Vâng. Thấy nó đi về mở em coi. Này bỏ đây. Cái này là tự mình. Lắp á hả? Ừ, tự. Nước nhỏ. Ba ký nha. Còn cái tự nè, bỏ ra. Rồi cái tư trừ chưa? Chưa. Ký được nhiêu? Trừ cho 200 gram đi đó, chắc hơn. Là còn 3 ký 2. 3 ký 2. Ký nhiêu em? Lớn này, sơn này luôn em mua 45 nè. Chứ lựa ra thì ít nhỏ cũng có 3 mấy. Nè. 45, em thấy rồi. Là 3 ký 2 đó. 3 ký lô 2, ký 45 ngàn nha các bạn. Mới vừa đổ ra cái đập luôn anh. Vậy nó khô quá. Những nước không đi xuống bên còn phải ít lớn là mấy con ếch kia nó không chết này chết nhiều nhé mày đi ngập nước rồi xong này cái can được ký rưỡi ếch bị ngủ rồi bạn con nào con nấy nè giờ làm khô được chứ không à được cái muối chiên ăn được còn tư tư quá à cái mấy chục luôn nè cái này chắc nước cái hồi nãy mình được 3 kg 2 được bán được 140 mấy ngàn này được 4 kg rưỡi ha. Thì được ký chuột hả, ký mấy chuột hả? Cái đó mấy anh em đem về ăn hết đi. Này, ngày tính đâu kiếm chục ký thì kiếm vài trăm ngàn đồ, bữa nay thất thu nha các bạn. Gà chợ luôn mấy anh em. Mình ra chợ là gọi là ok, 70-80 là bình thường. Video của mấy anh em đến đây chắc Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Giờ ăn chuột đi với ăn khô ếch đi.